Tình yêu và thù hận. Tác giả Mộc Miên. Tập 4. Buổi chiều hôm đó, vừa mới hết giờ làm, Kỳ Hân đã rời đi để tránh chạm mặt Minh Quân. Cô mới bước tới sảnh, đã thấy Ngân Hà chặn trước mặt. Cô ta cao giọng. Nếu như những bức hình và đoạn video của anh nằm với chủ tịch mà đến tay người nhà anh ấy, thì sẽ như thế nào ha? Kỳ Hân tuy chột dạ, nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Cô nhích người đi qua Ngân Hà, không thèm quan tâm những lời cô ta vừa mới nói. Ngân Hà vẫn cứ nghĩ khi nghe những lời này thì Kỳ Hân sẽ sợ hãi mà gian sinh, hay chí ít sẽ chấp nhận điều kiện của cô ta. Nhưng lần này cô ta đã lầm, người trước mặt cô đây không có giống như những nữ nhân bình thường. Kỳ Hân rất gan góc mạnh mẽ, những cái thứ này không có nhầm nhò gì hạ gục được cô. Ngay từ nhỏ, cô đã được ba mình rèn luyện cho tính kỷ luật, sức chịu đựng. Ông vẫn hay dặn con gái phải khắc cốt ghi tâm câu nói: người thông minh tự quyết định của riêng mình, kẻ ngu dốt đi theo dư luận. Ông hằng ngày luôn bắt con gái học thuộc câu nói đó, coi như kim chỉ nam để hướng tới. Kỳ Hân cũng thừa hưởng khá nhiều tính cách của ba cô. Không phải cô sợ dư luận, mà cô sợ mình sẽ ảnh hưởng tới người đàn ông kia. Cậu đối xử với cô quá tử tế rồi. Vĩ Đình sau khi gọi điện cho một số người bạn, cuối cùng cũng kiếm được một căn phòng chung cư khá là sạch sẽ. Cậu dẫn cô tới đây coi thử. Chung cư này cách công ty chừng chục km. Bây giờ đã hết giờ làm việc, nhưng do quen biết nên Vĩ Đình dễ dàng vào được trong này. Một nhân viên tòa nhà thấy Vĩ Đình thì hồ hởi. Em dẫn anh chị đi coi phòng. Ở đây tầng 6 hiện còn 2 phòng trống, khách mới trả hôm qua. Họ bước vào thang máy lên thẳng tầng 6. Căn phòng trống kia chắc tầm hơn 30 mét vuông. Kỳ Hân nhìn hợp đồng so với thị trường ở đây cũng khá rẻ, yêu cầu cọc 3 tháng. Cô gật đầu chấp thuận, không nghĩ ngợi cầm bút ký luôn. Vĩ Đình đành chịu trách nhiệm chi tiền. Khi xong xuôi, người nhân viên đi trước, Vĩ Đình ở lại giúp cô đi mua một số đồ. Cậu gọi điện cho cửa hàng mang một số vật dụng cần thiết chở thẳng tới địa chỉ này. Kỳ Hân à, ra đây anh dẫn em đi mua một chút đồ nữa. Bữa nào anh qua dì Sáu kêu dễ gom đồ cho em. Kỳ Hân ái ngại. Thôi anh đừng nói, ở đó có vài bộ hả? Với lại mua như vậy tốn kém cho anh quá, em làm tới bao giờ mới trả đủ? Vĩ Đình nhún vai, miệng hơi cong lên. Cậu bịa ra lý do công ty thưởng nóng cho Kỳ Hân trong lần cô đi đàm phán. Cậu nghiêm túc mà nói như thật, làm cho Kỳ Hân vui ra mặt. Vĩ Đình chở cô đi ăn tối, xong mới đi sắm đồ. Quán ăn này nằm ở một hẻm sâu, nhưng khách tấp nập, ngồi chật cả lối đi vào. Họ chọn một góc ở trong cùng. Chỗ này ngoài trời, ở đây còn có cả hồ cá koi, rồi vườn rau xanh mướt. Lần đầu tiên, Kỳ Hân thấy một quán ăn đậm chất làng quê thế này, xem chừng rất thích thú. Cô tận dụng hít thở bầu không khí trong lành giữa thành phố xô bồ, nhộn nhịp. Các món ăn ở đây cũng dân dã không kém. Cá kho tộ, thịt kho đậu, mướp đắng xào trứng. Món nào cũng đậm đà, ngon miệng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đây là lần đầu tiên cô có dịp tiếp xúc với Vĩ Đình lâu như vậy. Công nhận, anh ta là người rất nhẹ nhàng, ấm áp. Ủa? Hai đứa ăn ở đây hả? Trùng hợp quá. Mẹ mới đi ăn cùng bạn, giờ mới xong. Kỳ Hân thấy mẹ Vĩ Đình thì ngại ngùng. Cô gật đầu chào lại. Cô vẫn còn ám ảnh cái vụ hôm trước. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Bà ngoài cảnh xem cô như thân thiết từ lâu. Kỳ Hân à, cháu là con gái võ sư Nguyễn Cao Bá, đúng không? Ba cháu nổi tiếng lắm đó. Xưa kia ông còn cứu vợ chồng cô ở trên đường gặp nạn. Cô không nghĩ trái đất lại tròn như vậy. Lâu lâu cô vẫn qua thăm họ, nhưng không có gặp cháu ở nhà nên không biết mặt. Mấy năm nay bận quá,
nên cô chú không có qua được. Bây giờ thì hay quá rồi, gặp lại con gái của cố nhân, hai đứa lại đang tìm hiểu, cô ủng hộ hai chân hai tay luôn. Kỳ Hân nghe bà nói mà cứ ngơ ngác, không ngờ người này xoay 360 độ làm cô trở tay không kịp. Vĩ Đình ngồi cạnh cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Mẹ Vĩ Đình nói một hồi rồi vẫy tay tạm biệt để đi theo người bạn. Vĩ Đình nhỏ nhẹ: "Em thấy chưa, mẹ anh hiền lắm đó." Kỳ Hân miễn cưỡng gật đầu. Cô đang ngẫm nghĩ, nếu không phải ba mình quen cô ấy, chắc thấy cái cảnh này lại ăn nguyên một ly nước vào mặt. Họ mãi gần khuya mới đi qua shop quần áo. Vĩ Đình ngồi ghế chờ, còn Kỳ Hân vào trong thử đồ. Cô phải xem giá trước mới dám mặc thử. Ở đây toàn là đồ hàng hiệu với giá trên trời. Nhưng do Vĩ Đình cứ ép bằng được nên cô đành phải tặc lưỡi đánh liều. Cô chọn 2-3 bộ đồ đi làm và 2 bộ đồ ở nhà mà tổng tiền bằng cả tháng lương của mình. Kỳ Hân méo xịt mặt vui không được. Họ quay trở lại chung cư cũng khá trễ. Kỳ Hân ái ngại: "Anh tiễn em tới đây là được rồi. Anh về đi. Trễ như vậy mai còn dậy sớm đi làm nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm." Vĩ Đình thấy cô nói vậy thì biết ý nên đứng dậy đi trước. Cậu không quên dặn cô chốt chặt cửa trước khi đi ngủ. Kỳ Hân tiễn Vĩ Đình ra ngoài. Khi bóng cậu đi khuất, cô mới trở vào phòng khóa chặt cửa. Lên giường, dang rộng hai chân tay thoải mái lăn lộn. Cô đụng trúng cái điện thoại trong túi nên khẽ chau mày. Nhìn cái màn hình tối thui, Kỳ Hân mới nhớ hồi nãy cô tắt máy để tránh Minh Quân làm phiền. Điện thoại vừa mới mở là tiếng tin tin vang lên liên hồi. Chắc phải cả mấy chục tin nhắn và thông báo cuộc gọi lỡ của Minh Quân. Cô ném cái điện thoại sang một bên cạnh rồi nằm vật xuống giường. Chừng 30 phút sau, khi cô đang lim dim ngủ, thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Kỳ Hân thở dài miễn cưỡng mở máy nghe. Cô chưa kịp nói thì bên kia đã quát lớn: "Đọc tên phòng, tôi đứng trước cửa chung cư rồi." Kỳ Hân há hốc miệng, không dám tin đây là sự thật. Anh lẹ lên, đang mưa rồi. Kỳ Hân lắp bắp đọc tên phòng mình. Cảm giác bây giờ của cô vẫn đang vô cùng mơ màng hỗn độn. Cô không biết tại sao cậu ấy lại biết mình đang ở đây, rõ ràng chỉ có Vĩ Đình mới biết. Cô cũng không biết phải đối diện với người đàn ông như thế nào. Thực sự cô rất khó xử. "Mở cửa!" Kỳ Hân tim đập muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô vuốt mấy cọng tóc mái, hít một hơi thật sâu mới dám từ từ mở cửa. Cánh cửa vừa mới hé thì Minh Quân đã sộc vào. Cậu ép Kỳ Hân vào tường, dùng chân đá cửa khép lại. Người này hung dội lên đôi môi nhỏ nhắn, bàn tay nâng cầm cô hơn một chút, vuốt nhẹ gò má xanh xao, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng có chút giận hờn, xót xa là chen lẫn chiếm hữu. Cô chỉ biết trợn tròn mắt nín thở. Sau một phút định thần, Kỳ Hân toan thoát khỏi người này, nhưng bị cậu giữ chặt. Cảm giác hai con tim như hòa vào làm một. Cả người lân lân nóng bừng bừng như ngọn lửa đang cháy. Họ đã dần mụ mị, quên mất mình là ai, quên hết mọi chuyện ở trên đời, xóa sạch cả những ký ức trước đây. Ngay tại giây phút này, họ muốn sống cho bản thân mình, bỏ mặc mọi bão bùng ngoài kia. Dù có thế nào đi chăng nữa, họ cũng chấp nhận dừng lại ở giây phút này. Ở cái cự ly gần như vậy, cô cảm nhận được rõ cái mùi thoang thoảng của hơi men. Chứng tỏ Minh Quân vừa mới uống rượu xong mới tới đây. Cậu ta sau khi thỏa mãn cảm xúc của mình mới chịu rời khỏi bờ môi căng mọng đó một cách nuối tiếc. "Chúng ta hẹn hò đi." Lần này Kỳ Hân thấy đầu muốn nổ tung. Cô sốc toàn tập, môi khẽ giật giật. Hẹn hò gì? Minh Quân nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nghiêm nghị, chân thành không hề có chút tà niệm. "Anh muốn chúng ta bắt đầu hẹn hò. Anh biết em sẽ không có tin anh thật lòng. Em nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng xin em hãy thử mở lòng một lần đón nhận anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra những lời này. Anh cũng biết nếu em chấp nhận anh thì quãng đường tiếp theo sẽ rất chông gai. Anh không dám hứa sẽ làm cho em an nhàn, giàu có nhất. Nhưng anh dám khẳng định anh sẽ yêu em bằng tất cả tình cảm chân thành. Từ khi em xuất hiện, anh biết
cuộc sống của anh mới bắt đầu. Anh có động lực, anh có chính kiến của riêng mình. Trước kia, mỗi việc anh làm đều theo sắp đặt định hướng của ba mẹ. Anh giống như một con robot được lập trình sẵn. Nhưng bây giờ, nhờ có em đã cho anh biết thế nào là giá trị của cuộc sống này. Em nói đúng, đời người ngắn ngủi lắm. Quanh đi quẩn lại chúng ta sẽ hết thanh xuân. Vì vậy, phải được ở cạnh người mình yêu thương cùng nhau già đi mới có ý nghĩa. Từng lời cậu nói đượm buồn, lúc trầm, lúc bổng, nghe da diết, tái tê. Cô không dám nghĩ Minh Quân nhiều tâm sự đến như vậy. Hôm mà vô tình thấy bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn đó, cô đã có một dự cảm không lành. Kỳ Hân không biết tình cảm của mình đối với cậu là như thế nào. Nói yêu thì cũng không hẳn, mà chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ, cảm phục thôi. Cô thích cái cách làm việc, thích suy nghĩ nhìn thấu tâm can của đối thủ, xử lý nhanh, gọn, lẹ. Cô cũng có chút thương cảm với cuộc sống ngột ngạt của cậu. Nhưng bây giờ, khi đã thông suốt lý trí, cô không cho phép mình mắc sai lầm. Xét về gia thế và địa vị, hai người quá chênh lệch. Hơn nữa, cậu lại sắp có vợ. Mẹ của Minh Quân cũng đã tìm đến tận nơi dàn mặt. Nếu như cô chấp nhận lời đề nghị này, thật không khác tự tìm đường chết. Kỳ Hân suy tính một hồi, rồi đẩy nhẹ Minh Quân. Cô nói nhỏ. Xin lỗi anh, lần đó là tôi không có hiểu chuyện nên mới nói lung tung. Anh đang không có tỉnh táo, tôi sẽ không có để bụng những lời anh vừa mới nói. Nhân tiện đây, tôi xin nghỉ làm giúp việc cho anh. Tôi muốn sống một mình cho thoải mái. Hơn nữa, ba mẹ tôi mà biết chuyện, chắc họ không có tha cho tôi đâu. Minh Quân dửng dưng. Anh nói rồi, coi như đây là lời tỏ tình. Chỉ có đồng ý, không có được từ chối. Thôi, anh ngủ đây, đi đường mệt lắm. Bây giờ mà không ngủ thì bị bệnh mất, mai khỏi đi làm luôn. Minh Quân tự nhiên như ở nhà, nằm sóng sòi chiếm nửa cái giường. Đến nước này, Kỳ Hân sợ xanh mặt, kéo dõi cậu ta dậy, nhưng không ăn thua. Chung cư bây giờ yên ắng không một bóng người. Bây giờ có la hét thì có mà nhục mặt. Cô nghiến răng ken két, chốt cửa rồi tắt đèn. Kỳ Hân hậm hực vì bị tranh mất cái giường, đành xuống ngủ ở dưới. Cô chưa kịp xuống đất thì một cánh tay rắn chắc đã kéo cô ngã xuống giường. Cậu sợ cô thoát nên đã ôm chặt. Hơi thở người đó vẫn đều đều. Nằm yên ngủ đi, anh không có nói gì nữa đâu. Nói là nhắm mắt lại nhưng kỳ thực không ai ngủ được. Hai người đang mang tâm trạng nặng trĩu đè nén ở lồng ngực. Kỳ Hân không dám nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước. Phải một lúc lâu cô mới nói khẽ. Hôm nay mẹ anh đến gặp tôi, bà ấy đưa tôi 200 triệu, hứa sẽ giới thiệu cho tôi một công việc tốt, nhưng điều kiện phải xin nghỉ việc. Nhưng tôi từ chối rồi, tôi thấy lý do đó ngớ ngẩn hết sức, tôi không có muốn làm anh khó xử nên mới xin ứng tiền ra đây để thuê ở tạm. Minh Quân chăm chú nghe cô nói, cậu cũng mới biết mẹ mình tới gặp Kỳ Hân. Hồi chiều, cậu bận đi họp nên không hề hay biết, khi gọi cho cô cả chục cuộc không được, cậu kiểm tra lại camera mới thấy. Lúc đó, cậu hoang mang lái thẳng xe về biệt thự, nhưng tối om không một bóng người. Cậu đi vòng vèo qua các con phố có khả năng cô đã đi qua, nhưng đều không thấy tung tích. Khi Kỳ Hân mở nguồn, cũng là lúc điện thoại của cậu nhận được tín hiệu truyền tới do cái điện thoại cậu đã cài định vị sẵn. Khi xác định là căn chung cư này, cậu đã phi đến ngay lập tức. Minh Quân bây giờ đã xác định rõ tư tưởng sẽ ở cạnh cô gái này. Cậu quyết tâm chống đối cuộc hôn nhân đó. Cậu cũng không ngờ Kỳ Hân lại kể về cuộc đối chuyện với mẹ mình bằng thái độ bình thản tới như vậy. Vậy em chấp nhận làm người yêu của anh chưa? Anh điên hả? Tôi với anh có tình cảm gì đâu mà yêu chứ đương. Làm bạn gái của anh trong vòng một năm giá 2 tỷ. Cô gái kia vẫn không thèm quan tâm, chỉ hừ lạnh tỏ ý bất cần. 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ. Tôi làm, chốt 30 tỷ đó, trong vòng một năm, nhưng phải có hợp đồng đàng hoàng, chứ cam kết không có được động chạm hay có ý xấu. Minh Quân bật cười nhăn nhó. Trời đất ơi,
Vậy sao nói là người yêu được? Và anh có quyền lợi gì? 30 tỷ đó không phải là đống giấy lộn đâu. Kỳ Hân lạnh băng không cảm xúc. Được thì ký hợp đồng, không thì dẹp. Coi như tôi giúp anh thoát được hôn lễ này. Minh Quân sợ cô đổi ý, vội gật đầu lia lịa, rút mặt vào bờ vai cô hít hà. Nhưng ăn ngay một cái cùi chỏ. Cậu la hét đau đớn, nhưng Kỳ Hân vẫn không có mảy may quan tâm. Đêm nay được ôm cô ngủ mà Minh Quân cứ cười không khép được miệng. Cậu bắt đầu đã vạch ra bản hợp đồng có lợi nhất cho mình. Sáng hôm sau, đúng ngày chủ nhật nên cả hai không phải đi làm. Kỳ Hân ngủ say không biết trời đất gì. Cô ôm chặt lấy cổ người bên cạnh, chân gác lên bụng cậu. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, giọng của Vĩ Đình vang lên. Em ơi, dậy thôi, mình đi ăn sáng. Kỳ Hân ngay lập tức bật dậy như cái lò xo. Cô luống cuống kéo mạnh Minh Quân đẩy xuống gầm giường. Nhìn mặt cô hoảng sợ như kiểu đang làm việc xấu. Minh Quân vẫn bình thản mở nút áo đầu tiên, ngang nhiên ra mở cửa. Nhưng Kỳ Hân chắp hai tay gian xin cậu. Cái điệu bộ giống hệt gà mắt dây thun, làm người kia không có nín được cười. Kỳ Hân kéo luôn tay cậu vào nhà vệ sinh cầu khẩn. Anh núp ở đây giùm tôi cái, để tôi ra mở cửa. Nhớ không có được ra ngoài, tôi nói vài câu rồi vào luôn. Minh Quân khoanh tay trước ngực. Vậy chúng ta làm người yêu trong bóng tối thôi hả? Anh không có chịu đâu. Sớm muộn gì cậu ta cũng biết. Chi bằng biết trước cho đỡ đau khổ. Minh Quân nói xong thì mạnh mẽ gạt tay Kỳ Hân ra. Cậu đàng hoàng đi mở cửa. Kỳ Hân nhăn nhó không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng vì 30 tỷ nên cô đành mặc giày. Cánh cửa vừa mới mở, Vĩ Đình há hốc miệng lắp bắp. Anh... Minh Quân xem chừng vui vẻ lắm. Cậu ta cứ tủm tỉm cười hoài, làm người đối diện phát bực. Hai người cứ đứng ngay như pho tượng. Phải cỡ nửa phút sau Minh Quân mới lên tiếng. Cô ấy là bạn gái của tôi. Hôm qua cổ giận dỗi đòi ra ngoài, cho nên mới nhờ cậu vay tiền. Mai lên công ty cậu qua phòng kế toán mà lấy. Thôi, nếu không có việc gì cậu đi trước đi. Chúng tôi đang bận lắm. Khi Kỳ Hân đứng sau cánh cửa không dám ló mặt ra ngoài, cô không nghĩ Vĩ Đình xuất hiện sớm vậy. Mới hôm qua còn giải thích với cậu cô chỉ là giúp việc cho Minh Quân. Bây giờ cái kiểu gì cậu ấy cũng nghĩ cô đang nói dối. Kỳ Hân mặt đỏ như gất, không dám ho he thêm tiếng nào. Bầu không khí gượng gạo bao trùm khắp nơi đây. Vĩ Đình vì không muốn cô khó xử nên lặng lẽ đi luôn. Cậu nghĩ cô không giải thích nghĩa là đang ngầm thừa nhận. Cậu chỉ sợ cô gái này sẽ bị tổn thương. Vĩ Đình lặng lẽ xoay người bỏ đi. Phía sau Minh Quân vẫn đang tươi cười, xem ra vô cùng thích thú. Cậu ta đóng cửa một cái rầm, quay sang ôm cô ở bên cạnh. Ngủ tiếp thôi em à, anh ăn em no rồi. Chưa kịp dứt câu, cậu ta ăn ngay cái cú đạp vào bụng. Minh Quân ngay lập tức gục xuống nhăn nhó. Cậu cứ lăn lộn xứt xoa không thôi. Kỳ Hân sợ hãi cúi xuống kiểm tra. Có sao không? Ai kêu tự dưng ôm tôi vậy? Khùng khùng điên điên à. Cô cúi thấp đầu đưa tay xoa xoa chỗ bụng của Minh Quân. Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô nằm xuống ngay bên cạnh của mình. Em nằm yên, cứ nằm dậy đi, cho anh ôm em một chút. Kỳ Hân thấy giọng cậu ta trầm hẳn xuống thì không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm im ở bên cạnh. Họ cứ như vậy, không ai nói thêm lời nào. Phải rất lâu sau, khi bụng Kỳ Hân réo ầm ĩ thì Minh Quân mới vội vàng đưa cô ngồi dậy, cả hai cùng đi ăn sáng. Họ chọn một cái quán ăn ngay dưới chung cư, lúc này chỉ còn lác đác một vài người đang ăn. Minh Quân gọi hai tô bún riêu, cậu còn cẩn thận lau muỗng lau đũa rồi mới đưa cho Kỳ Hân. Ăn đi, một chút nữa anh dẫn em đi mua mấy cái đồ dùng nhà bếp về nấu ăn. Nhà có hai người, nấu ăn cho nó sạch sẽ ấm cúng. Anh không thích ăn ở bên ngoài. Kỳ Hân đang ăn mà ho sặc sụa, cô rót vội ly nước tu một hơi hết sạch. Từ hôm qua đến nay, cô vẫn lơ lửng như mây, chưa có dám tin đây là sự thật. Nhà anh không ở, qua đây làm gì? Em ở đâu thì anh ở đó. 30 tỷ của anh chứ ít ỏi gì đâu. Kỳ Hân thở dài,
Nhưng bây giờ có thực mới vực được đạo. Cô ăn cho hết tô bún rồi mới nghĩ ra được kế sách. Chứ cậu ta ngủ ở đây cũng không có ổn. Khi ăn uống xong xuôi, Kỳ Hân đi trước nhưng mới bước được vài bước thì Minh Quân đã nắm chặt tay. Đi coi phim. Không để cô trả lời, cậu đã nắm kéo đi. Kỳ Hân nhất thời đơ cứng, chỉ biết đi theo người đó chứ không kịp suy nghĩ. Hai người đi bộ qua hết con đường này thì đến rạp chiếu phim. Minh Quân hồ hởi giới thiệu. Anh nghe người ta nói mấy đôi mà yêu nhau hay dẫn nhau đi coi phim. Em thích coi phim nào? Kỳ Hân từ nhỏ đến giờ không có sở thích coi phim. Cô coi đây là lãng phí tốn tiền. Thà ở nhà mua gói bánh, mở máy tính coi cho nó đỡ tốn. Bây giờ mà hỏi cô coi phim gì còn khó hơn kêu cô tìm lỗi sai trong 10.000 chữ dữ liệu. Minh Quân cũng không có khá khẩm hơn. Hồi nhỏ đã vùi đầu vào học, lớn một chút nữa vùi đầu đi làm, không có thời gian mà coi mấy cái thứ vớ vẩn này. Cậu nhìn qua bảng giới thiệu các bộ phim, cuối cùng chọn đại một bộ phim hoạt hình. Minh Quân không quên mua bắp rang, nước ngọt mang vào cho cô. Vào đến rạp, hai người xốc toàn tập khi thấy toàn là con nít. Lâu lâu mới có một hai người phụ huynh đi cùng. Minh Quân kéo cô vào ghế chờ đợi lúc bộ phim bắt đầu. Một phụ nữ trạc 40 ngồi gần tò mò. Ủa, hai người lớn sao đi coi phim hoạt hình vậy? Tôi thấy cô cậu là một đó. Minh Quân nhanh nhẩu. Không, vợ của tôi đang mang bầu, cho cháu nó thưởng thức từ trong bụng. Người kia gật gù cảm phục đôi vợ chồng trẻ này, còn Kỳ Hân ngượng chính mặt, họ miễn cưỡng ngồi theo dõi bộ phim. Tụi con nít lâu lâu hò hét vỗ tay rào rào, còn Kỳ Hân thì hậm hực. Lần đầu hẹn hò với anh, công nhận đặc biệt thiệt đó. Tôi may mà không có bị suy tim. Minh Quân cười hì hì, phô ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Kỳ Hân không có chút hứng thú dán mắt vào màn hình, nhưng đầu lại đang nghĩ những cái chuyện khác. Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây không có lời giải đáp. Cô nghĩ muốn nát óc, vẫn không hiểu tại sao cậu lại làm vậy với mình. Cô tự biết bản thân không có gì nổi bật, gia cảnh quá bình thường, nhan sắc không có gì đặc biệt, năng lực cũng chỉ ở tầm trung. Cô cứ thừ người suy nghĩ, khi Minh Quân quàng tay ôm lấy cổ mình, cô mới giật thót người. Kỳ Hân bất giác nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cảm nhận rõ sự ấm áp yêu thương khiến cô bối rối phải lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Khi bộ phim kết thúc, Minh Quân lại dắt cô đi, cái kiểu cậu ta rất bí ẩn. Hồi nãy giờ anh chưa có kinh nghiệm, bây giờ anh dẫn em đi chơi cái trò này, đảm bảo hợp với các cô gái có tính cách mạnh như em. Cậu dẫn cô tới khu vui chơi. May sao hôm nay râm mát, không có nắng gay gắt như mọi khi. Cậu mua hai vé rồi kéo cô vào ghế thắt dây an toàn cẩn thận, không quên hứa hẹn. Trò này vui lắm, anh thấy người ta chơi thú vị cực luôn đó. Cậu vừa mới nói tới đó thì hai người từ từ được nâng cao lên không trung rồi quay tròn. Kỳ Hân chỉ biết gào thét bám chặt sau ghế, mắt nhắm nghiền. Đây là tàu lượn phi long thần tốc với ba dòng xoáy, tốc độ 105 km/h. Bây giờ cô thấy đầu óc quay cuồng, tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Chiếc tàu mỗi lúc một nhanh hơn rồi quay bất chợt. Cô sợ hãi khóc thét lên. Bên cạnh mấy người kia đang hò hét sảng khoái. Minh Quân chỉ biết nắm lấy tay cô an ủi, nhưng cô lại gạt ra. Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chả. Anh bất lực không biết làm gì bây giờ. Vốn cứ ngỡ cô thích cảm giác này. Khi con tàu vừa mới dừng lại, Kỳ Hân vội chạy ra một góc mà ói ra mực xanh mực vàng. Mặt mày tái nhợt. Minh Quân chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa chai nước dỗ dành. Em uống đi cho nó đỡ mệt. Kỳ Hân ngồi bệt xuống đất, không còn chút sức sống. Dưới bụng một lực ép mạnh đẩy ngược lên cuống họng. Cô ngồi yên thở hổn hển, cả một lúc sau mới lồm cồm đứng dậy không quên quát tháo. Đồ thần kinh, anh bị điên đàng như vậy cho nên bây giờ vẫn còn ế, đâu có ai thèm. Minh Quân im thinh thích không dám cãi lại mà cứ ngồi yên lắng nghe.
Nhìn thiệt là tội nghiệp. Thấy cái cảnh này, bao nhiêu người hiếu kỳ bắt đầu chỉ trỏ. Linh Đan đang lái xe, nhìn thấy bóng dáng Minh Quân với cô gái lạ, lại thấy họ đang cãi nhau gay gắt, thì cô bắt đầu quay xe. Linh Đan xuống xe, cái váy đen xẻ quá đầu gối, mùi nước hoa sực nức. Cô ta đúng kiểu tiểu thư đài cát. Nhìn phong cách ăn mặc thần thái, đi tới đâu là toàn bộ những người xung quanh dán mắt không rời tới đó. Linh Đan bước đến bên Minh Quân, ra vẻ thân thiết. Anh làm gì ở đây vậy? Cô ta là Ô Xin hả? Sao nhìn nhếch nhác quá à? Kỳ Hân mệt mỏi, không có sức cãi lại. Minh Quân không thèm liếc cô ta một cái, giọng lạnh băng. Vợ của tôi. Chỉ dõng dẹn như vậy thôi mà công nhận có sức công phá nặng tựa ngàn cân. Cả hai cô gái cùng á khẩu, không ai mở lời. Minh Quân đỡ Kỳ Hân dậy, cúi thấp người cõng cô ấy lên trên lưng. Những người ở phía xa không ngừng bàn tán. Cậu ta có mắt như mù, cô gái đẹp vậy mà nỡ chối từ. Linh Đan mắt hằn từng tia máu. Chưa khi nào cô nhục nhã khi thấy thua một con nhà quê xấu xí như vậy. Cô vẫn luôn tự hào với tất cả đàn ông đều bị khuất phục trước cô. Thậm chí có người còn quỳ rạp dưới chân cung phụng. Chưa một ai dám lạnh nhạt từ chối như người đàn ông này. Linh Đan không cam tâm, cô càng khát khao muốn kiềm hãm con ngựa bất kham này. Cả buổi chiều, Kỳ Hân nằm bẹp trên giường. Cô vẫn thấy đầu ong ong như đang lênh đênh trên biển. Minh Quân biết lỗi nên không dám quấy rầy, chỉ tập trung nấu ăn. Toàn bộ đồ đạc được mang qua phòng từ chiều. Căn phòng lúc này tương đối đầy đủ vật dụng. Mùi đồ ăn thơm nức mũi. Đôi bàn tay đang nhanh thoăn thoắt đảo đồ ăn. Cậu lâu lâu lại chạy tới hỏi han nhưng bị cô chửi te tát. Một lúc sau rút kinh nghiệm, cậu chỉ rón rén quan sát sắc mặt chứ không dám nói nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Minh Quân thấy cuộc gọi của Kỳ Mỹ thì tắt luôn không nghe. Mãi tới lần thứ 10, cậu mệt mỏi bắt máy, bên kia đang gào khóc. Anh đang ở chỗ nào? Anh theo con khốn đó tới đâu rồi? Anh có biết ba mẹ với em lo lắng cho anh lắm như thế nào không? Minh Quân chán nản. Anh đã thông báo rõ ràng rồi, đám cưới này quỷ. Mọi người đừng có cố tình bày ra nữa, nếu không lúc đó làm trò cười cho thiên hạ. Kỳ Mỹ đang gào lên điên loạn, tính nói tiếp câu gì đó, nhưng Minh Quân đã nhanh tay tắt máy. Ngay sau đó, mẹ cậu cũng gọi luôn. Kỳ Hân cảm nhận rõ, người đàn ông này đang bất lực chán chường. Cậu bị mắc kẹt trong mớ bồng bông, muốn thoát ra nhưng bị người ta kéo lại, chỉ biết dùng dãy trong vô vọng. Cô thấy thương cảm, có chút hối hận vì hồi nãy đã nặng lời với người này. Anh nấu xong chưa? Ăn đi, tôi đói. Minh Quân cười cười gật đầu, cậu đứng dậy dọn bàn ăn. Kỳ Hân không muốn tạo áp lực cho người đàn ông này nên cô cũng kiếm chuyện phím kể cho cậu nghe. Hai người tâm sự đủ mọi chuyện trên trời. Lúc này họ mới nhận ra họ có khá nhiều điểm tương đồng. Buổi tối, hai người cùng nhau đi dạo tán gẫu, lân la những quán cóc dọc đường. Họ thưởng thức món ăn đậm chất làng quê. Không ai đề cập đến chuyện hôn lễ của Minh Quân. Họ muốn có một không gian yên tĩnh để chuẩn bị đón cơn cuồng phong sắp tới. Đêm về, họ lại ôm nhau nhẹ nhàng cùng chìm vào giấc ngủ. Dường như càng ngày hai người này càng hiểu rõ hơn về đối phương. Có những chuyện không cần nói ra, nhưng họ đã ngầm hiểu ý. Hôm sau, Minh Quân dậy từ rất sớm. Cậu chuẩn bị đồ ăn xong xuôi mới đánh thức Kỳ Hân. Cô có chút ngại ngùng, áy náy, nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn ngon lành. Hai người nhanh chóng ăn uống rồi sửa soạn tới công ty. Kỳ Hân theo thói quen, cứ hễ tới hầm để xe là co cẳng bỏ chạy. Hôm nay cũng vậy nên buộc Minh Quân phải lên tiếng. Không có cần sợ đâu. Em chuẩn bị tâm lý cho cả công ty này biết chúng ta đang hẹn hò đó. Em không cần làm ở phòng kinh doanh nữa. Qua làm thư ký cho anh. Một lát anh thông báo. Kỳ Hân nghe tới đầu, chân tay run cầm cập tới đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà về tới đó gặp Dĩ Đình còn chết nữa. Cô xị mặt đi trước, còn Minh Quân cất bước theo sau. Mấy nhân viên thấy chủ tịch đi cùng cô gái này thì kinh ngạc, nhất thời không kịp phản xạ.
họ quên luôn cả cúi đầu chào Minh Quân. Hai người đi thẳng lên lầu, Nguyệt Trà thoáng giật mình. Chủ tịch. Minh Quân gật đầu nói khẽ. Từ hôm nay, cô phụ trách bên cái mảng kế hoạch, vị trí này có Kỳ Hân làm rồi. Nguyệt Trà không dám tin vào mắt của mình. Cô vẫn biết hai người họ có cái gì đó mờ ám, nhưng không nghĩ nhanh vậy đã công khai. Em làm sai cái gì thưa chủ tịch? Không, cô rất có năng lực, nên tôi muốn cất nhắc cô lên vị trí cao hơn. Qua phòng nhận việc luôn đi, ở đây tôi tự bàn giao được. Minh Quân cùng Kỳ Hân vừa mới bước vào trong, thì Nguyệt Trà đã cầm điện thoại. Cô sử dụng nick ảo, gửi một loạt hình ảnh và đoạn clip của hai người đó cho Kỳ Mỹ. Chỉ vài giây sau, người kia đã nhắn lại. Ai đây? Nguyệt Trà cười khẩy. Cô không quan tâm tôi là ai. Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người đó đã công khai mối quan hệ. Người đàn ông của cô còn chuyển cô ta vào phòng làm việc cùng đó. Kỳ Mỹ nhận được tin nhắn mà không thể bình tĩnh nổi. Cô quất nghẹn tới tận cổ, chỉ muốn nhào tới xiên chết cô gái kia. Cô ta dần tới mờ mắt, cơn cuồng ghen lấn át hết lý trí. Cô ta lái xe tới một cửa hàng quen thuộc. Chủ quán vừa ra cô đã nhanh miệng. Vẫn như cũ, một can axit, kiếm cái loại đậm đặc nhất mang ra đây. Người bán hàng rung như cày sấy, xua tay. Cô thông cảm, chỗ tôi hết hàng rồi. Đợt này bên cục kiểm soát gắt gao quá, nên tôi không có dám lấy về. Kỳ Mỹ lạnh tanh. Tôi đưa con trai của ông thoát ra từ trong tù, thì cũng có cách tống nó lại vào đó. Mọi việc thì tùy ở ông. Người kia nghe nói tới đây toát mồ hôi hột. Ông lấm lét đi sâu vào trong nhà, lấy ra một can đầy 5 lít đưa cho Kỳ Mỹ. Của cô đây. Kỳ Mỹ mỉm cười tỏ ý hài lòng, lấy ra sắp tiền đưa cho người đó. Khôn hồn thì ngậm cái miệng lại, cứ giả câm giả điếc là xong. Cô ta lên xe lái thẳng một mạch đến công ty. Thấy Kỳ Mỹ, đám nhân viên đã nghỉ ngay một trận cãi vã đánh ghen long trời lở đất. Kỳ Mỹ đi lên lầu, đứng trước cửa phòng bình thản. Em vô đây. Còn chưa có tiếng đáp lại, cô ta đã tự ý đi sọc vào trong. Kỳ Hân và Minh Quân mỗi người một góc đang say mê làm công việc riêng của mình. Kỳ Mỹ nũng nịu. Chồng ơi, em nhớ anh quá à. Cô ta hung dội lên gò má của Minh Quân, còn tính ngồi lên đùi cậu, nhưng bị đẩy ra. Cô ta vẫn không chút thẹn thùng. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Anh muốn ra ngoài hay ở đây? Minh Quân quá hiểu tính cách của em mình. Cô sẽ làm lên cho cả công ty biết rồi đây nghiến chửi rủa thậm tệ. Cậu liếc nhanh qua chỗ của Kỳ Hân, trả lời cục lũng. Đi. Kỳ Hân không quan tâm hai người họ tính làm cái gì. Cô vẫn đang chăm chú lập bản kế hoạch cho dự án sắp tới. Nghe nói nếu trúng dự án lần này, cô sẽ được thưởng một số tiền không hề nhỏ. Kỳ Hân vạch ra 3 kế hoạch. Cô đang nghiền ngẫm phân tích xem cái nào khả thi hơn, sẽ đi sâu phân tích. Cô được ông trời ban cho trí thông minh bẩm sinh, đầu óc nhạy bén. Cô rất biết cách trau dồi kiến thức, tự biết ưu nhược điểm của công ty mình để khắc phục. Cô giống như một viên ngọc vẫn đang thô kịch, sần sùi, nhưng chỉ cần có thời gian mài dũa sẽ trở thành một viên ngọc quý sáng chói. Minh Quân và Kỳ Mỹ cùng nhau đi lên sân thượng. Anh còn kêu bảo vệ chặn ở dưới để không ai xuất hiện gần khu vực này. Minh Quân muốn hôm nay chấm dứt tất cả mọi chuyện, chứ xem ra cậu cũng đang rất mệt mỏi. Kỳ Mỹ nước mắt lưng tròng đang khóc thúc thích. Chúng ta không thể hủy bỏ hôn lễ được. Ba mẹ cũng không có đồng ý nữa. Mình lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh đã từng thương em hơn tất cả mọi thứ. Tại sao bây giờ lại như vậy? Cô ôm chặt từ sau lưng, nhưng Minh Quân nhanh chóng gỡ các ngón tay ra. Anh thở dài. Chúng ta chỉ có thể là anh em. Ba mẹ anh quá cố chấp. Xưa nay là anh sai, nên mới không có từ chối ngay từ đầu. Anh xin lỗi em. Chúng ta không thể. Kỳ Mỹ không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Cô ta lồng lộn như muốn phát điên,
tự cào cấu vào mặt mình, mắt long sòng sọc. Không được, không thể vô lý như vậy được. Anh chỉ có thể là của em, của duy nhất một mình em. Không ai có quyền đem anh đi khỏi. Không có ai được phép như vậy. Em không có cam tâm. Kỳ Mỹ như biến thành một con người khác. Cô ta lao vào đay nghiến, đấm mạnh vào ngực của Minh Quân. Cậu càng giữ chặt, cô ta càng dùng dãy. Bất đắc dĩ, Minh Quân túm chặt cổ tay, đẩy mạnh cô ta ngã dúi xuống đất. Em nhìn lại bản thân mình coi, có giống con người nữa hay không? Em thì lúc nào cũng cố chấp không có chịu hiểu. Giữa chúng ta không hề có tình cảm nam nữ thì làm sao mà kết hôn được? Em lớn rồi, không còn con nít nữa. Hãy suy nghĩ cho chín chắn đi, đừng có đụng chút lại ăn dạ hành hạ bản thân để người khác thương hại. Em làm như vậy, nếu ra ngoài, người ta chỉ khinh thường em thôi. Cũng đừng bao giờ nghĩ tới mấy cái trò bẩn thỉu hại người thành ra hại mình đó. Cậu nói xong, quay lưng rời đi. Kỳ Mỹ ngay lập tức hét lớn. Anh không đồng ý, em nhảy xuống đây cho anh hối hận cả đời. Kỳ Mỹ chạy lại góc sân thượng, trèo qua hàng rào chắn, đu ra ngoài. Tình hình lúc này ngàn cân treo sợi tóc. Minh Quân sợ cô ta làm liều nên vội giơ hai tay lên cao, dịu giọng. Bình tĩnh đã em, có cái gì mình từ từ thương lượng, đừng có ngu ngốc như vậy. Cô vẫn cười như điên dại. Vĩnh biệt anh! Thân hình mỏng manh, chao đảo, hai tay ôm chặt vào lan can, mái tóc cô ta tung bay theo gió. Phía dưới, rất đông người thấy cái cảnh này đang gào thét dữ dội. Một số giơ điện thoại quay phim, chụp hình. Số khác gọi điện báo công an. Bảo vệ công ty ngay sau đó, cả chục người ùn ùn chạy lên. Minh Quân dần nhích từng bước. Em bình tĩnh, đừng có làm điều dại dột. Hồi nãy là anh sai mới nặng lời với em. Em mau vào trong đi, chỗ đó nguy hiểm lắm. Em còn anh, còn ba mẹ nữa. Ngoan, nghe anh đi. Mấy người bảo vệ cũng ra sức khuyên can, nhưng dường như cô ta vẫn không hề để ý. Mỗi lần cô dọ buông tay là mọi người đều giật thót tim. Bỗng từ đâu, một người đàn ông cách đó chừng 200 mét cũng lao qua khỏi ban công. Phía sau tiếng bà vợ đang gào thét. Anh ơi, có gì vợ chồng mình từ từ bảo ban nhau. Em không có sợ số nợ đó. Mình cùng nhau chịu khó làm ăn trả nợ. Người đàn ông kia sụt sùi. Anh nợ gần ngàn tỷ. Sổ tiết kiệm anh mở tên mẹ em. Mã ngày sinh của em. Bây giờ anh chết là em với con còn được sống hạnh phúc. Nếu không, phiên tòa lần này bồi thường là mình mất trắng. Anh để cho em 300 tỷ, nhớ nuôi con mình thành người. Anh trông cậy cả vào em đó. Người phụ nữ sụt sùi. Em thương anh lắm, vì em và con mà anh hy sinh cả mạng sống. Vậy cuốn sổ đỏ hai miếng đất chỗ ngoại ô anh giấu ở đâu? Anh còn chỗ nào không? Nói luôn đi. Rồi hãy nhảy xuống. Người đàn ông khuôn mặt khắc khổ. Thực ra có một chuyện này anh giấu em. Anh có con riêng 10 tuổi rồi. Số tài sản còn lại phải để cho nó coi như là bù đắp những ngày thiệt thòi không có ba bên cạnh. Người phụ nữ thất kinh. Ông nhảy luôn đi, chứ ông nói thêm câu nữa tôi nhảy trước ông đó. Người kia nhìn sang Kỳ Mỹ cầu xin. Tôi không có muốn sang bên kia cô đơn một mình đâu. Hay cô đi theo làm vợ tôi với âm phủ. Tôi hứa sang đó lấy mình cô làm vợ thôi. Tôi lấy danh dự của một người đàn ông đảm bảo. Cô đợi tôi qua bên đó rồi mình cùng nhảy ngang. Người đàn ông này hùng hổ bước qua chỗ Mỹ Kỳ. Cô ta sợ hãi, phi giọt vào ôm chặt lấy Minh Quân. Cậu mau chóng đỡ cô ta xuống bên dưới. Họ vừa đi thì người hồi nãy cũng bước vào. Ông bình thản buộc lại dây giày, còn người phụ nữ thì thổi phù phù. Biết ngay cô ta chỉ làm bộ thôi mà. Giỏi thì nhảy luôn đi, còn chờ chứ đợi ai nữa chứ. Mà nhìn ông bẩn bẩn thế này, kêu ngàn tỷ cũng tin. Cả đám người ôm bụng cười. Hóa ra đây là ông bảo vệ và bà lao công. Họ nhanh trí thay đồ rồi lên đây đóng kịch. Họ hiểu bản chất của Kỳ Mỹ. Chẳng qua cô ta chỉ dọa cho chủ tịch sợ. Chứ có ăn gan hùm, cô ta cũng không có dám nhảy thật. Họ nhanh chóng giải tán ai làm việc nấy. Minh Quân đỡ Kỳ Mỹ vào phòng làm việc. Cô ta vẫn run bần bật, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Kỳ Hân nhìn hai người này thì đoán chắc vừa mới cãi nhau lớn. Hồi nãy giờ cô ngồi làm việc trong đây nên không hề biết mọi chuyện xảy ra. Minh Quân vẫn nhẹ nhàng. Em ngồi yên ở đây đi, một chút nữa anh kêu người chở em về. Em không về, em ngồi với anh. Được, không về thì ngồi yên ở đó đi. Kỳ Hân
vẫn đang hăng say làm việc, không mảy may quan tâm. Nhưng chính thái độ này đã làm cho Kỳ Mỹ thêm điên tiết. Cô ta ngồi sát bên Minh Quân, nhìn ngắm người đàn ông này không chớp mắt. Phải công nhận rằng, Minh Quân có góc nghiêng thần thánh không có góc chết, vẻ nam tính lạnh lùng cuốn hút tới kỳ lạ. Ở người này có một chút gì đó trầm lặng, bí ẩn, làm cho người khác muốn khai phá. Anh, chỗ này phải sửa như thế nào? Tiếng của Kỳ Hân vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Minh Quân nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, còn Kỳ Mỹ thì nhìn bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Minh Quân đẩy ghế bước lại chỗ làm việc của Kỳ Hân. Anh chăm chú quan sát dữ liệu ở trên màn hình rồi chỉ vào một con số. Cái này giảm 0,5%. Hàng này em tăng lên 0,3%. Kỳ Hân gõ nhẹ vào trán của mình. Công nhận anh tinh ghê luôn đó. Nhìn cái là đoán ra luôn à. Tôi còn chỉnh từ hồi nãy tới bây giờ nó vẫn chưa có xong. Vậy mà anh làm được ngay. Minh Quân cúi thấp người quay lưng về phía Kỳ Mỹ. Cậu ghé sát tai Kỳ Hân nói nhỏ. Chồng của em mà phải ở đẳng cấp khác rồi. Kỳ Hân bĩm môi đẩy người này ra, công nhận cậu ta da mặt ngày càng dày. Ăn nói táo bạo không biết ngượng miệng. Cô ngẫm nghĩ những lời hoa mỹ ông bướm này cậu ta chuyên đi thả thính với các cả các cô gái nên họ mới say như điếu đổ. Nhưng Minh Quân cả thèm chóng chán nên mới khiến các cô gái kia tức giận đấu đá quyết liệt như vậy. Minh Quân đứng lên thu về nét mặt nghiêm túc lạnh tanh vốn có. Anh ngồi vào sofa ngay cạnh chỗ của Kỳ Hân xem cô làm việc. Lâu lâu, anh lại nhắc một số lỗi lầm cần khắc phục. Kỳ Mỹ ở đây như người vô hình, không ai đã động dòm ngó tới. Cô ta tái máy chân tay, nhìn vào bàn làm việc của Minh Quân, thấy có bản kế hoạch quan trọng đã hoàn thành sơ bộ. Hai người kia lại ngồi quay lưng về phía mình. Cô ta bỗng nảy ra một ý định, nhanh chóng mở điện thoại quay lại toàn bộ bản kế hoạch, rồi nhếch mép đầy tàn độc. Cô ta không ăn được sẽ đập đổ, chứ quyết không cho ai ăn dành đồ ăn của mình. Chừng 30 phút sau, cánh cửa bật mở, bà Ngọc Hà lao vào khóc lóc. Kỳ Mỹ, con có sao không? Sao dại vậy hả con? Mẹ nói con rồi, mẹ làm chủ cho con. Dù trời có sập mẹ cũng bảo vệ con. Mẹ không có chấp nhận ai là con dâu của Lý Gia hết. Con phải tin mẹ. Cái con bé ngốc này, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao được? Kỳ Mỹ ôm chặt lấy bà, hai mẹ con họ khóc như mưa. Bà ta đảo mắt nhìn thấy Kỳ Hân thì không giữ nổi bình tĩnh nữa, nhào tới. Cái con quỷ này, mày tính ép chết con tao mới vừa lòng hả? Mày cút đi, cút ra khỏi nơi này. Bà ta hất văng cái máy tính xuống đất. Kỳ Hân đứng dậy, cô thấy có chút khó chịu. Minh Quân ôm chặt mẹ mình để tránh gây tổn thương người con gái đó. Bà Ngọc Hà vẫn không ngừng sỉ nhục. Không phải cái loại gái điếm như mày thèm khát lắm sao? Mày cầm lấy đống tiền này rồi biến cho tao. Biến ngay càng nhanh càng tốt. Cái số tiền này đủ nuôi cái dòng họ nhà mày sống hết đời rồi đó. Bà ta dung ra một sấp check toàn là những tờ có giá trị khổng lồ. Kỳ Hân lùm một tờ lên xé làm đôi. Cô cười khẩy. Chỗ này đã thấm thía gì? Tôi muốn nhiều hơn vậy nữa kìa. Tôi muốn làm nữ chủ nhân của công ty này. Tôi muốn làm vợ chính thức con trai của bà. Tôi đâu có ngu đi nhận mấy đồng bạc lẻ. Những lời này khiến cho Ngọc Hà và Kỳ Mỹ giận tới tím gan. Họ càng ngày càng ghét cô đến tận xương tủy. Bà ta tát mạnh vào mặt con trai. Mày thấy nhục nhã chưa? Để một con khốn nạn nó trèo lên đầu, nó còn ngang nhiên dám thách thức cả mẹ mày nữa. Hôm nay tao băm dầm nó ra. Mấy người bảo vệ chạy vào giữ lấy bà Ngọc Hà. Minh Quân thì vội kéo Kỳ Hân đi luôn. Họ đi xuống lầu dưới. Đúng lúc Vĩ Đình đi ngang qua, cậu ta hình như cũng đã đoán ra việc gì nên tuyệt nhiên không hỏi mà cúi đầu đi luôn như hai người xa lạ. Mấy người nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau. Họ nghĩ nát óc, vẫn không hiểu cô gái này có ma lực gì mà lại khiến chủ tịch si mê điên đảo đầu óc như vậy. Tin đồn Kỳ Hân chơi ngải đã trăm trang một thời gian trong công ty, nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn. Hôm nay, họ dường như đã tin vào lời đồn vô căn cứ đó bởi họ biết
Nếu hai người này không có mối quan hệ mờ ám, thì vợ tương lai của Minh Quân sẽ không bao giờ đòi tự tử như vậy. Minh Quân nắm chặt tay Kỳ Hân, đi thẳng vào bãi đậu xe qua bao nhiêu con mắt hiếu kỳ, ganh tị. Sau hôm nay, toàn bộ công ty sẽ biết chuyện của họ. Kỳ Hân cả người nặng trịch, cô không thiết tha điều gì, chỉ muốn kiếm một chỗ yên tĩnh ngủ một giấc thật sâu để không phải suy nghĩ mấy cái chuyện này nữa. Minh Quân lái xe về biệt thự ngoại ô thành phố. Tâm trạng của cậu cũng không khá hơn cô là mấy. Nhìn cô phờ phạc thì cậu càng chua xót hơn. Hai người về đến căn biệt thự, mỗi người ngồi một góc không ai nói với ai câu nào. Minh Quân áy náy chuyện hồi nãy nên mới mở lời. Anh xin lỗi đã để em chứng kiến cái cảnh không có hay đó. Kỳ Hân ngẩng mặt nhìn xoáy sâu vào người Minh Quân. Anh không thấy khinh bỉ tôi sao? Trong mắt của họ, tôi là đứa tham tiền, là người khốn nạn, đáng bị xa lánh, lên án. Minh Quân vội cắt ngang. Em đừng có suy nghĩ dớ dẫn đó nữa. Anh biết em không phải là người như vậy. Cuộc sống xưa nay của anh ngột ngạt khó thở như vậy đó. Từ khi em xuất hiện, anh mới biết vui vẻ, thấy yêu đời, trân trọng bản thân. Anh sẽ làm mọi việc để bảo vệ em. Chỉ xin em đừng có buông tay anh thôi. Giọng cậu lạc hẳn đi, xúc động khiến cho Kỳ Hân cũng áy náy. Cô không trách cậu mà cô trách bản thân mình quá vô dụng nên người ta mới khinh bạc. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Người ta càng dùi dập, cô càng phải ngôi lên. Thành công không bao giờ dành cho những kẻ yếu đuối. Phải nỗ lực mạnh mẽ hơn để bứt phá chiến thắng bản thân. Cô hít một hơi thật sâu rồi khích lệ người bên cạnh. Phấn chấn lên. Tôi ổn. Tôi phải trụ được một năm để lấy 30 tỷ của anh chứ. Minh Quân nghe cô nói như vậy, cậu mới thấy nhẹ nhõm. Nếu như hồi nãy là Kỳ Mỹ, cô ấy sẽ lao vào sống mái một phen, xong đập phá đồ đạc chửi rủa. Còn Kỳ Hân này làm cậu khâm phục. Cách làm chủ cuộc sống, cách xử lý tình huống lúc nào cũng rất thông minh, điềm đạm. Minh Quân cười hớn hở. Anh nói nè, hay là đã chơi thì chơi lớn luôn. Bây giờ em chấp nhận kết hôn giả thì giá bao nhiêu? Kỳ Hân nguýt nhài. Anh đừng có mà được voi đòi tiên. Tôi với anh còn chưa có cái gì. Họ đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Tôi lấy anh thật chắc họ giết tôi luôn quá. Anh trêu chọc. Hồi nãy em mạnh miệng lắm mà. Sao bây giờ lại nhát cấy như vậy? Kỳ Hân nghĩ lại cái bộ dạng của bà Hà thì tủm tỉm. Ai kêu bà xúc phạm tôi chi? Tôi nói vậy cho bỏ ghét. Hai người bắt đầu xích lại gần nhau bằng những câu chuyện không đầu không đuôi. Minh Quân sợ bị quấy rầy nên tắt luôn nguồn điện thoại. Cậu muốn buổi chiều nay ở nhà bù đắp cho Kỳ Hân. Kỳ Hân rút kinh nghiệm sâu sắc ngày hôm qua nên dù cậu có rủ đi đâu, cô cũng nặng nặc từ chối. Ở nhà cho nó yên chuyện. Cuối cùng, khi Minh Quân nhắc cô tới trại người già neo đơn, thì cô không suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Họ lái xe tạt qua cửa hàng, mua thêm rất nhiều bánh kẹo, sữa, đồ ăn, chất đầy xe rồi mới lên đường. Trung tâm kia cách thành phố 2 giờ đồng hồ lái xe. Họ tới nơi thì cũng xế chiều. Ở đây khá rộng, cây ăn trái rợp bóng khắp nơi, thấy thanh bình mát rượi. Hai người lách cách khuân vác cả đống đồ. Các nhân viên ở đây cũng mau ra phụ giúp. Một người đàn ông thấy Minh Quân thì vội kéo lại một góc. Việc cậu yêu cầu điều tra thân thế của Kỳ Mỹ, tôi có manh mới rồi. Minh Quân không chút ngạc nhiên, cậu nói khẽ. Cứ nói đi, tôi đang nghe. Người kia ghé sát tai cậu thầm thì. Cô gái đó tên thật là Nguyễn Hải An, ba mẹ của ta buôn đồng nát ở thành phố. Cái năm mà bà chủ xém bị tai nạn lại đi công tác ở thành phố này, ba mẹ của cô ta sau đó cũng mất tích luôn, không một ai hay biết. Một nguồn tin thân cận cho hay hai người đó hiện đang định cư ở Úc. Minh Quân thoáng chút ngạc nhiên. Thông tin này có chắc chắn không? Người kia giọng đầy kiên định. Chủ tịch yên tâm đi, chuyện này hoàn toàn chính xác. Minh Quân gật đầu tỏ ý hài lòng. Cậu nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Tiếp tục sai người điều tra bên đó, bên này giám sát của ta chặt chẽ hơn. Cậu nói xong,
thì Rảo bước nhanh đến chỗ Kỳ Hân, cùng cô đi vào trong nhà phát quà. Ở đây rất đông mấy cụ già, hoàn cảnh khác biệt nhau, có cả em nhỏ mồ côi hay tàn tật nữa. Minh Quân ký chắc đưa cho người đại diện, cậu cũng hứa hàng năm sẽ lưu ý trợ cấp. Kỳ Hân nhìn những người này mà không cầm được nước mắt. Ngay từ nhỏ, cô đã được ba mẹ cho đi từ thiện. Cô luôn cảm thấy day dứt, thương cảm khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Kỳ Hân trao quà cho từng người, ôm lấy họ động viên khích lệ, nét mặt ai cũng hân hoan xúc động. Mấy em bé ôm chặt lấy cô quấn quýt không rời. Chúng kêu cô tham gia các trò chơi với chúng. Kỳ Hân vui vẻ nhận lời, họ cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Một cô gái thánh thiện với nụ cười không tắt trên môi đang nô đùa cùng bầy em nhỏ. Một cảnh tượng cực đẹp mà ai cũng phải ngoái nhìn. Minh Quân tiện tay rút điện thoại chụp một loạt các bức hình. Mỗi tấm hình là một sắc thái đáng yêu của Kỳ Hân. Họ ở đây chơi tới khuya mới ra xe để về nhà. Minh Quân thấy tâm trạng của Kỳ Hân vui vẻ, phấn chấn hơn rất nhiều thì cất tiếng hỏi. Em chạy cả ngày như vậy không thấy mệt hả? Không, mệt gì đâu, tôi thấy vui mà. Cô đeo tai nghe, nhắm mắt tận hưởng các ca khúc du dương, thả hồn vào các giai điệu bài hát. Minh Quân cũng an tâm phần nào. Cậu không có quấy rầy mà để cho cô chợp mắt một chút xíu. Xe đang bon bon trên đường, bất ngờ một chiếc xe máy từ đâu trong hẻm phi ra. Minh Quân trợn mắt, lập tức đạp thắng. Âm thanh rít mạnh, vang trời, Kỳ Hân đập cả đầu vào kiến. Minh Quân lo lắng. Em có đau không? Không sao, chúng ta xem anh ta như thế nào. Hai người xuống xe tiến lại chỗ người bị nạn. Cậu thanh niên này chắc chỉ ngoài 20, mặt non chẹt đang ôm đầu vật vã. Đau, đau, đau quá. Trong nhà cả chục thanh niên nữa vác mã tấu đi ra. Tên nào tên nấy xăm trổ đầy tay, mặt mũi dữ tợn. Chúng đỡ người thanh niên dậy, vinh mặt gào lên. Tụi mày đã làm cái gì em của tao? Minh Quân từ tốn trả lời. Chúng tôi đang lưu thông ở trên đường, cậu ta trong hẻm phi tới, không có bóp còi gì hết, may mà tôi thắng kịp. Một người hung tợn nhất chửi thề. Con mẹ mày chứ, đường này của tao, nó là em tao, nó thích đi thế nào thì kệ cha nó, đền tiền còn không thì đừng có hòng đi ra khỏi đây. Thanh niên bị tông hồi nãy thì gào rú. Đại ca, em sắp chết rồi, đầu thấy ông tai ù, không có nghe rõ, chân tay đau, đứng không có nổi. Ca này chắc em đi thiệt rồi đại ca ơi. Minh Quân chau mày. Các người muốn bao nhiêu tiền? Tên kia phủi tay cười nhạt. 1 tỷ coi như là bồi thường thể xác và tinh thần cho em tao. Minh Quân làm bộ ngẫm nghĩ. Mấy người nghĩ sao? Tôi mang nhiều tiền ở bên người như vậy sao? Có gì ngày mai qua công ty tôi lấy. Đây là bưu thiếp của tôi. Minh Quân lấy trong túi áo tấm bưu thiếp đưa cho tên đó. Nhưng hắn ném xuống đất, dẫm chân lên nhếch mép. Vậy là để cô gái này ở lại đây mua vô cho anh em tao gán nợ. Mai mày có tiền thì quay lại đây chuột nó. Tên này chưa kịp nói đã ăn ngay cái cú đấm giữa mặt. Máu chảy ròng ròng ở mắt và miệng. Hắn lảo đảo ngã chúi xuống đất. Đám đàn em vội vàng bu lại. Tên này hét ầm ĩ. Đập chết mẹ tụi nó cho tao. Chém chết mẹ nó đi. Bọn chúng ồ ạt xông tới. Tay lăm lăm cầm mã tấu dung loạn xạ. Minh Quân hoảng loạn đẩy mạnh Kỳ Hân sang một góc. Anh cứ tay không mà chống đỡ. Minh Quân nhanh nhẹn né các cú chém hiểm hóc, tung đòn đá mạnh ở hạ bộ của đối phương. Mỗi cú đấm của cậu ta như muốn lấy mạng người khác. Bọn chúng mỗi lúc một hăng máu cứ lao vào mà chém mà đánh. Tình hình khẩn cấp, một mình Minh Quân khó bề mà chống đỡ. Kỳ Hân không kịp suy nghĩ, cô lao vào quyết sống mái một phen. Kỳ Hân nhỏ nhắn nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Cô biết trước cách ra đòn của đối phương nên tránh né rất thuần thục. Cô hay kết liễu đối thủ bằng cú knock out ở đầu. Tên nào xui xẻo gặp cô là nằm bẹp một chỗ, đừng có hòng mà đứng dậy. Đám người đó lần lượt bị hạ gục đang kêu la quai quái. Máu chảy be bét thấm đỏ cả nền đường. Hai người khi đã hạ gục toàn bộ thì đường hoàng bước đi. Họ vừa quay đầu, bỗng một tên lồm cồm bò dậy, hắn ta nhắm thẳng vào đầu của Kỳ Hân mà chém.
Khi mã tấu giơ lên cao, bất ngờ Minh Quân ôm chặt cô xoay lên trước mặt. Nguyên lưng của anh bị ăn trọn một vệt sâu. Kỳ Hân túm chặt lấy tên kia, đấm lia lịa vào mặt, đá vào mạng sườn, rồi cuối cùng xuất thẳng vào bụng, làm tên đó bay xa cả mét. Những tên còn lại sợ khiếp vía, không ai nói ai, đều bỏ chạy tán loạn. Minh Quân mất máu quá nhiều, mặt tái mét. Anh đi không nổi nên phải có Kỳ Hân dẫn dìu. Chỗ này đường vắng lại không có ai. Nơi đây không thấy bóng dáng ngôi nhà nào để cầu giúp đỡ. Kỳ Hân nước mắt chảy dài, cô nức nở. Anh chịu khó, bây giờ làm sao đây? Tôi không biết làm sao hết, tôi không có biết lái xe. Minh Quân ngồi vào xe, lấy áo vest cột chặt chỗ vết thương. Cậu gắng gượng mở mắt, mồ hôi toát ra ướt hết cái áo đang mặc. Anh mệt nhọc lái xe, Kỳ Hân vẫn khóc lóc không ngừng. Anh không có sao, đừng có khóc. Họ đi chừng 30 phút thì thấy một bệnh viện. Kỳ Hân mừng rỡ vội chỉ Minh Quân tấp vào trong để các bác sĩ sơ cứu. Cô đỡ lấy anh bước nhanh vào phòng không ngừng gọi lớn. Bác sĩ, có ai không? Cứu người! Từ ở trong, có mấy người mặc áo blues chậm rãi bước ra. Họ nhìn Minh Quân thì lắc đầu ngán ngẩm. Thanh niên các cậu hay thiệt đó. Coi mạng mình như cỏ rác. Một điều nhịn là chính điều lành. Cứ hùng hổ xông vào đâm chém nhau làm gì không biết được nữa. Kỳ Hân điên tiết. Làm nhanh lên, không thấy người ta bị nặng vậy hay sao mà còn đứng đó nói nhảm nữa. Người y tá nam thách thức. Ủa, chứ nói vài câu không có được hay sao? Cô mạnh miệng vậy thì đi mà cứu đi. Kỳ Hân bóp chặt cổ người này từ từ nhấc lên cao. Cậu ta hai tay gỡ dội lấy tay của Kỳ Hân để lấy không khí mà thở. Cô không còn giữ được bình tĩnh. Cứu người, hãy để tôi gọi 113. Mấy người thấy vậy, vội dẫn đường đi vào phòng sơ cứu. Kỳ Hân từ từ thả tay, nam y tá kia mặt đỏ như gất, ho sặc sụa. Minh Quân vào phòng cởi áo, vết chém lẹm tới xương, máu đầm đìa. Kỳ Hân cứ khóc rưng rức. Bác sĩ, nhẹ tay thôi, nhẹ thôi, anh ấy không có chịu được đâu. Mà có nguy hiểm tới tính mạng không hả bác sĩ? Bọn ác nhân đó, biết vậy hồi nãy em cho chúng nó ăn dài xiên luôn cho rồi. Vị bác sĩ nghe cô gái này nói, cứ lẩm bẩm ở bên tai mà nẩu hết cả ruột. Anh ta gay gắt. Cô nói nhiều vậy làm gì? Ra ngoài đi. Kỳ Hân nắm chặt tay Minh Quân. Anh cố chịu một chút nghe, đau đó, nhưng mà anh đừng có nghĩ tới nó. Lưng đang đẹp vậy, có cái sẹo thiệt lớn, giờ làm sao nữa? Đi thẩm mỹ cả 100 triệu chứ không có ít, mà cũng không có thể về ban đầu được. Cả Minh Quân và người bác sĩ cùng phì cười. Cô gái này hồi nãy còn không có sợ trời không sợ đất mà bây giờ hệt như một đứa trẻ. Minh Quân buột miệng. Em lo cho anh như vậy, anh cảm động quá. Tôi sợ anh mà có bị làm sao thì số tiền của tôi tính thế nào? Lỡ anh có đi thẩm mỹ thì lại trừ vào số tiền đó, 100 triệu là cả mấy tháng của tôi đó. Người bác sĩ lắc đầu bó tay toàn tập. Trong suốt gần chục năm hành nghề, anh ta chưa chứng kiến cái ca nào mà lắc léo như thế này. Lúc đầu, cứ tưởng đây là hai người yêu nhau, nhưng bây giờ anh ta lại không có đoán ra quan hệ của họ là gì. Anh ta chăm chú rửa sạch vết thương rồi khâu lại. Kỳ Hân vẫn cứ xích xoa không ngừng, luôn miệng căn dặn bắt phải nhẹ tay. Chừng nửa tiếng sau thì cũng xử lý xong, bác sĩ kê đơn đưa cho Kỳ Hân. Ra ngoài lấy thuốc cho cậu ta đi. Kỳ Hân thấy một cái xe lăn bên cạnh thì mau kéo đến đẩy Minh Quân ngồi vô. Anh đi theo tôi cho an toàn. Nghe nói bệnh viện nhiều nhà xác lắm, đi làm vào nhà xác thì chết luôn á. Minh Quân toàn đứng lên nhưng Kỳ Hân lại giữ chặt vai xuống làm cho Minh Quân miễn cưỡng chấp nhận. Chân của tôi có bị ảnh hưởng đâu mà bắt tôi phải ngồi xe lăn thế này chứ, ngại chết đi được à. Kỳ Hân không đáp lại, cứ vậy đẩy đi. Họ vừa đi vừa hỏi ra cái chỗ quầy thuốc, nhưng không có ai hết. Một cô y tá tốt bụng thấy vậy, lấy đỡ một ít thuốc đưa cho Minh Quân. Cô cứ nhìn người đàn ông này thẹn thùng không chớp mắt. Kỳ Hân hắng giọng. Cô nhìn mà chảy cái nước miếng vậy hả? Anh ta có con rồi đó, không có trẻ trung gì đâu.
Nữ y tá ngại ngùng bỏ đi luôn, còn Minh Quân cứ tỉm tỉm cười. Đêm đó, hai người phải bất đắc dĩ ở lại bệnh viện. Kỳ Hân cả đêm ngủ không được, thấy máu ở lưng của Minh Quân cứ rỉ ra đậm hết cả áo. Cô cứ phải thay cho liên tục. Minh Quân dội thúc giục. Em ngủ đi, anh khỏe rồi, không có đau nữa đâu. Kỳ Hân ngồi ghế bên cạnh giường, lắc đầu ngoài ngoại. Chỗ này có mỗi cái giường đơn, mấy cái giường bên cạnh đều chật kín người nằm. Quá nửa đêm, Kỳ Hân ngáp ngán ngáp dài. Cô xuống đất nằm tạm, nhưng người kia dội thúc giục. Lên đây, nằm ở dưới đó, hơi đất nó xông lên, làm sao mà nằm được? Cậu bật dậy, kéo tay Kỳ Hân lôi lên giường. Cô mắt cứ díp cả lên, lại từ sáng tới bây giờ bao nhiêu chuyện cứ ập đến dồn dập. Cô lên giường làm một giấc ngon lành. Minh Quân khi thấy cô thở đều đều thì nhẹ nhàng ôm từ phía sau lưng. Dường như cứ mỗi đêm khi nằm bên cạnh cô, ngửi mùi thơm dịu nhẹ trên mái tóc cô, Minh Quân mới ngủ ngon giấc. Anh đã dần coi cô là một phần cuộc sống của mình. Ôm cô ngủ hàng đêm giống như một cái thói quen. Cả hai cùng chìm đắm vào giấc ngủ với những mộng đẹp. Họ không hề tỉnh giấc, bên cạnh bao nhiêu người khi bất chợt mở mắt đều khẽ liếc nhìn. Cái cách mà người đàn ông ôm cô gái từ phía sau suốt cả đêm đủ biết tình cảm của cậu ta như thế nào. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng người nói chuyện râm ram, Kỳ Hân mới chợt tỉnh giấc. Bên cạnh không thấy Minh Quân đâu, cô có chút ngơ ngác. Bà bên cạnh giường vội lên tiếng. Cậu ấy đi rửa vết thương rồi, hồi nãy còn dặn chúng tôi nói nhỏ tiếng kẻo cô thức giấc. Trời ơi, vợ chồng cô cậu đẹp đôi quá, cậu ấy còn khoe có đứa con gái 4 tuổi nữa. Nhìn hai người trẻ vậy, tôi cũng không có nghĩ có con lớn vậy đâu. Kỳ Hân méo xệch mặt, buộc lại tóc vương vai bước xuống giường. Chừng 15 phút sau, Minh Quân đem vào hai hộp cơm nóng hổi, cậu nhanh nhẹn. Em ăn đi, ở dưới kia đông quá không còn chỗ ngồi. Em ăn tạm, trưa anh nấu cho em ăn. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này thì muốn nổ đom đóm mắt vì ghen tị. Kỳ Hân nhận lấy suất cơm ăn ngon lành. Khi ăn xong, Minh Quân nói nhỏ. Chúng ta đi thôi, hôm nay công ty có việc quan trọng lắm. Hai người vội vã lên đường. Trên xe, Minh Quân nói sơ qua về bản kế hoạch cho Kỳ Hân biết để một chút nữa biết đường mà ứng phó. Họ về tới công ty đã 11 giờ trưa. Bên quầy lễ tân có người đang hét om sòm. Công ty các người làm ăn cái kiểu gì? Hả? Hẹn người ta 8 giờ mà bây giờ đã 11 giờ không có thấy mặt mũi chủ tịch đâu. Hay là các người chê cuộc hợp tác này? Thì quỷ luôn đi, khỏi cần phải gặp với gỡ cái gì. Minh Quân bước vào nở nụ cười thật tươi. Thật ngại quá, để ngài chờ lâu. Thực sự hôm qua tới nay tôi gặp sự cố phải nhập viện. Điện thoại của tôi để quên ở nhà, không có cách nào liên lạc được với ngài. Thành thật xin lỗi. Để tỏ thành ý hợp tác lần này, chúng tôi sẽ giảm 2% cho bên công ty ngài. Người đàn ông kia mặt khẽ giãn ra, dịu giọng. Được vậy còn tạm chấp nhận đi. Vào phòng, chúng ta bàn bạc tiếp. Minh Quân đưa tay mời ông ấy đi song song cùng với mình lên lầu. Cậu mời ông ta vào phòng, rồi đưa một bản thảo cho ông ta xem xét. Kỳ Hân đi pha trà cho hai người, cô vẫn đang vĩnh tai nghe ngóng. Người kia lật bản kế hoạch thì tái mặt. Sao cái này nó giống cái bản thảo đang phát tán trên các diễn đàn vậy? Không lẽ công ty của cậu có nội gián? Ông ta vừa nói vừa mở điện thoại đưa cho Minh Quân coi. Khỏi phải nói, cậu bị sốc không nói thành lời. Dự án này ngoài cậu và Kỳ Hân ra không ai hay biết, thậm chí chưa có ai nhìn thấy. Toàn bộ dữ liệu Minh Quân đều cẩn thận cho vào phao ẩn hết. Mật khẩu máy tính không một ai có thể mở được. Minh Quân không thể lý giải nổi tại sao. Thấy cậu ngây ngốc, người đàn ông tiếp lời. Có khi nào cô gái kia không? Cậu làm gì cũng phải cẩn thận đó. Chúng tôi rất muốn hợp tác, nhưng lần này xin lỗi, không thể. Hy vọng gặp lại cậu ở lần sớm hơn. Ông ta vừa mới đứng lên, thì Kỳ Hân đã vội nói. Khoan đã. Thực ra toàn bộ số liệu bị phát tán đều là giả. Tất cả tôi trộn các số liệu lộn xộn với nhau. Tại cái tính của tôi hay đề phòng có người giở trò. Bản kế hoạch của tôi đây, mong ông coi lại.
đây là tâm huyết của chủ tịch. Xin ông hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi nghĩ nếu hai công ty chúng ta hợp tác thì không những có lợi về truyền thông lại còn tăng tiềm lực khách hàng. Quá ra, từ nãy tới bây giờ, Kỳ Hân đi photo bản tài liệu, nhìn nét mặt căng thẳng của Minh Quân, cô đã đoán ngay ra vấn đề. Khi nhìn bản kế hoạch mới này, người đàn ông đó hài lòng thấy rõ các số liệu đều như ý của ông ta mong muốn lại được giảm 2%. Quả đúng là một món hời. Ông gật đầu đặt bút ký luôn. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Minh Quân bắt tay người này, nở một nụ cười xã giao. Hẹn gặp ngài tối mai ở khách sạn Ánh Dương lúc 7 giờ tối. Bên công ty chúng tôi mở party nho nhỏ mừng sự hợp tác của hai bên được thành công tốt đẹp. Người kia đồng ý. Ông cúi đầu chào rồi xin phép đi trước. Minh Quân ngồi phịch xuống ghế bóp trán nghĩ ngợi. Làm sao em biết mà phải đề phòng vậy? Kỳ Hân chán nản nhìn cậu. Tôi vẫn hay làm như vậy. Bệnh nghề nghiệp mà. Anh thấy tôi giỏi không? Minh Quân vỗ tay khen ngợi nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy đoán. Cậu ta đang nghĩ ai to gan dám làm cái chuyện này. Hôm nay Kỳ Mỹ không đến công ty quậy phá nữa. Cả buổi vẫn yên ắng. Đám nhân viên công ty thì vẫn bàn tán xôn xao không ngớt. Nguyệt Trà mang tài liệu từ phòng kế hoạch lên cho Minh Quân phê duyệt. Cô ta hôm nay mặc một bộ đồ mỏng tanh, nhìn thấu cả nội y bên trong. Dạo này cô ta rất biết cách ăn mặc, lại hay bay lượn lờ ở lên đây. Sếp ký giúp em bản kế hoạch này. Kỳ Hân đang làm, không có ngẩng đầu lên nhưng nói giọng ra. Lần sau cô để hồ sơ ở trên bàn, rồi vào phòng phải gõ cửa. Những việc như thế này để tôi làm được rồi. Hơn nữa, đi làm công ty không phải lên vũ trường, chú ý cách ăn mặc. Điều 4 khoảng 5 của công ty có quy định về tác phong đồng phục, phiền cô đọc lại. Nguyệt Trà nhếch mép. Ta chóng mắt qua mày lên mặt được bao lâu? Minh Quân nhìn cái đống sổ sách thì lạnh giọng. Cứ để đó đi, cô ra ngoài đi, một lát tôi ký xong có người đem qua. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Tình yêu và thù hận, tác giả Mộc Miên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.